Tết con rồng thắng lớn, bà Hoàng Content Gon Pink thông báo mang thai con đầu lòng. Trời ơi, tính hồi biết vụ gì chưa? Gon Pink có bầu. Hồi Noel vừa rồi, tôi có đăng một cái post này là chồng tôi tặng tôi 2 miếng đất nhân ngày Noel. Mới comment vô một câu là tặng lại tôi con rồng con được rồi. What the cái gì vậy? Tôi dính trưởng thiệt bấy ơi. Giỡn nghe thiệt á, giỡn nghe thiệt chơi. I toss and turn, I keep stressing my mind, mind. Là ranh con, đến cái tụ mà muốn có người tìm ra cho anh đón. Là lúc em thấy con đường về nhà em sẽ muốn nhanh hơn. Trong đoạn clip đăng tải trên trang cá nhân, Gon Pink đã bất ngờ thông báo mình đã có tin vui. Đây chính là món quà mà nữ TikToker tặng cho chồng sau lần chồng cô tặng hẳn 2 miếng đất nhân ngày sinh nhật vợ. Gon Pink tỏ ra khá bất ngờ trước chiếc que thử hai vạch của mình, còn anh chồng thì vui như trúng được vài lô đất, cười cứ phải gọi là phớ lớ. Nhóc tỷ nhà Gon Pink chưa chào đời nhưng đã được chào đón cực đồng nhiệt rồi. Năm nay là vợ chồng bà Hoàng Content ăn Tết lớn nhất cái top top này, không ai làm lại rồi. Nàng TikToker vừa đăng clip là người người nhà nhà vào chúc mừng. Trời ơi, con Minh có bầu mọi người. Oh my god. Con Minh có bầu. Chị ơi, chị cười, con Minh có bầu chị. Con Minh có bầu chị ơi. Chị. Yeah. Con Minh có bầu, yeah đi chị. Yeah. Điều đáng nói là mới hôm trước cô nàng đi xin vía bỏ bụng của mẹ bầu Kim Xuyến, nay đã công bố tin vui thì phải nói là linh nghiệm vô cùng. Họ Phan thì đặt tên gì ta? Chưa biết con của cặp đôi sẽ là con trai hay con gái. Ấy thế mà cả cõi mạng đã xôn xao, xông xáo tham gia vào công cuộc đặt tên dùng rồi. Mẹ là Gon Pink vậy con là Gon gì vậy chị? Nam con rồng thì tên Dragon còn co, gái thì đặt là Gon Na hợp lý chưa? Phi Phan Vũ Nghi Uyên vừa có tên mẹ vừa có tên ba, Phan Thiết đi chị. Nhưng hẳn là chúng ta thoáng chốc đã quên mất, cô nàng là bà Hoàng Content cơ mà. Dăm ba cái khúc đặt tên này thì mấy hồi mà không ra, cỡ nào mà không sáng tạo, độc lạ được cơ chứ. Tuy nhiên, việc người đẹp bất ngờ có bầu hẳn cũng khiến nhiều người phải lo lắng. Vì nữ TikToker đang thực hiện dở dang nhiều series phim ngắn trên TikTok, chị mà nghỉ dưỡng thai là cộng đồng mạng lại không hóng được cái kết bất thôi. Nàng TikToker Gon Pink nổi tiếng với hàng loạt những chiếc clip content chất lượng cả về nội dung lẫn hình ảnh. Trước đây, cô nàng cũng từng làm clip tình huống mà cô nàng vào vai mẹ bầu. Trời. Con ơi, bầu bì không có xài cái này quá chất không mà hại cho em bé lắm. Trời ơi là trời, khổ tôi ghê luôn vậy con ơi con. Bầu bì mà bố chưa không ngủ mà có bắt điện thoại, sóng điện thoại này ảnh hưởng cho em bé lắm nghe chưa. Giờ đây Gon Pink có bầu thật thì nhiều người lại giật mình thắc mắc rằng liệu đây có phải là một lời tiên liệu trước không ta. Nói về hôn nhân hạnh phúc của mình, cô bạn TikToker luôn khiến nhiều người phải hết lòng ghen tị vì được chồng yêu thương, chiều chuộng hệt như em bé. Tiền chồng hay vợ? 3, 2, 1 Thông qua những chiếc clip content mà hai vợ chồng đóng chung, không chỉ flex cơ ngơi tiền tỷ mà dân tình còn phải châm trồ trước tình yêu của cặp vợ chồng trẻ này. Sắp tới đây, khi gia đình nhỏ có thêm thành viên mới thì đây hẳn sẽ gia nhập vào đội hình những gia đình cực phẩm cho mà xem. Bạn có cảm nhận thế nào? Chia sẻ cùng Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.